Xin chào các bạn đồng tu thân mến. Hôm nay admin làm video này với mong muốn các bạn đồng tu hữu duyên xem được video sau thời khóa công phu có thể hồi hướng một phần công đức cho ông Võ Minh Mừng, sinh năm 1958. Mình xin chia sẻ một vài câu chuyện linh ứng mà bản thân mình đã chứng kiến từ ông Võ Minh Mừng. Những câu chuyện này cũng giúp admin tin tưởng hơn trên con đường tu tập này, chia sẻ lại cho mọi người cùng tham khảo. Câu chuyện thứ nhất, chồng hết đánh đập vợ con và tu chí làm ăn. Người trong ảnh bạn đang thấy trước đây tính cách rất hung dữ, thường đánh đập vợ con. Đánh vợ con rất dã man và kinh khủng, kể cả treo vợ lên sàn nhà để đánh. Hàng xóm qua khuyên bảo ngăn cản mà vẫn không có tác dụng. Con cái phải đứng lên bảo vệ mẹ thì cũng bị đánh theo luôn. Người mẹ đau khổ, cam tâm chịu đựng. Sau đó đi chùa, có một vị thầy bảo về nên ăn chay niệm Phật và tụng chú Đại Bi. Vì không còn thấy phương án nào khác nên thực hiện theo và quyết định ăn chay trường. Sau khi ăn chay trường và niệm Phật được 3 năm thì tính tình ông chồng trở nên hiền dịu hơn, không đánh đập vợ con nữa và tu chí làm ăn. Câu chuyện thứ hai, kinh tế gia đình vượt lên nhanh chóng. Gia đình này thuộc loại rất nghèo, thường nhận tiền từ người thân bên Mỹ gửi về. Do chồng tu chí làm ăn đã đủ sinh sống, đứa con đầu bắt đầu làm việc kiếm ra tiền nuôi lại gia đình và đồng thời tạo rất nhiều công ăn việc làm cho cả gia đình. Gia đình thoát nghèo và bắt đầu có của dư của để. Gia đình này có ước mơ đi Mỹ suốt 25 năm, ngày nào cũng kể chuyện đi Mỹ cả. Và cái gì đến cũng đã đến. Cả gia đình 7 người thì 5 người đã được qua Mỹ định cư, sinh sống được như ước nguyện. Giấc mơ 25 năm đã thành hiện thực. Đến khi ngồi trên máy bay, các đứa con còn véo má nhau xem mình có phải đang nằm mơ hay không nữa. Câu chuyện thứ 3, cháy nhà mà không cháy giấy tờ. Khi qua Mỹ, chưa ổn định ở lại nhà bà con, được 3 hôm thì hôm thứ 3 nhà đang ở bị cháy. Toàn bộ nhà vật dụng cháy sạch, nhưng điều rất kỳ lạ là vali đựng giấy tờ ở tầng trên thì không bị ảnh hưởng gì. Nếu cháy giấy tờ nhập cảnh đó sẽ rắc rối rất lớn. Còn nhà bị cháy thì đã được mua bảo hiểm, nên bảo hiểm xây lại ngôi nhà mới đúng như cũ và sắm mới toàn bộ nội thất mới hoàn toàn để đền bù. Câu chuyện thứ tư, tai nạn xe cả nhà không sao. Cả nhà đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ 120 km/h thì thình lình bị xe container đâm vào đằng sau xe, làm xe hất văng vào cột điện. Xe hư hỏng toàn bộ, nhưng nhà 4 người trên xe chỉ bị xay xước nhẹ. Hỏi ra mới biết, bà mẹ trước khi đi đã linh cảm chuyến đi có chuyện chẳng lành, nên trên quãng đường chạy xe, bà chỉ tập trung niệm Phật nên tai qua nạn khỏi. Câu chuyện thứ 5, bác sĩ bảo chết mà không chết. Ông Võ Minh Mừng trong ảnh bị té cầu thang, đập đầu và vỡ hộp sọ. Vào bệnh viện, bác sĩ bảo nặng quá không cứu được, mọi người đem về lo hậu sự. Gia đình nói để lại để xem thế nào. Toàn gia và họ hàng lúc đó phát nguyện chay trường 3 tháng và đồng loạt phóng sanh. Tổng tiền phóng sanh lên đến cả 100 triệu. Một tuần sau bác sĩ quay lại và rất ngạc nhiên là bệnh nhân vẫn còn sống. Còn nhiều chuyện nữa, admin chỉ tóm tắt các chuyện điển hình. Đến nay, thọ mạng của ông cũng đã hết. Cũng vì gia đình này có nhân duyên với admin, giúp mình vững chân trên con đường đạo, nên mình cũng rất mong muốn góp một chút gì cho ông khi ông mất. Vì vậy, mình rất mong muốn những người đang xem được video này, khi thực hiện thời khóa, thì có thể hồi hướng một phần công đức cho ông Võ Minh Mừng, sinh năm 1958. Ra khỏi lục đạo luân hồi, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Admin xin chân thành cảm ơn các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.